sao vậy? Sao mà ôm nhau dữ vậy? Tại vì hôm nay là ngày chúng ta kỷ niệm cưới 4 năm trời. Mình không nghĩ là mình có thể là... Dạ, em không nghĩ là nó lâu vậy luôn. Anh không vui hay sao mà anh đơ vậy anh xịn? Không, cái đó là đang vui đó. Không nghĩ vui là 4 năm qua dữ dội vậy đúng không? Vui lại đi. Vui lại trên truyền hình nè. Trên truyền hình vui kiểu gì? Nghe đi. Vui lại đi nào. Ghê ha, cái nét vui đẹp. Hãy để cho mình vui lắm. Vui không chết luôn. Vui lắm. Yêu thương nhau lắm. Đúng không trời? 4 năm rồi hả? 4 năm rồi anh tin không? Ôi, 4 năm rồi mừng quá. Trời ơi, không tin luôn. Em không tin là 4 năm.